Hello mọi người, hôm nay sẽ là hoa áo len cực kỳ xinh nha Và đây cũng là cái shop quốc tế ruột mà mình đã tậu rất là nhiều rồi Đầu tiên là một chiếc áo len màu xám Có cái chữ B được thêu lên này Chất len mềm, mịn và có co giãn. Thêm một điểm cộng là phần tay áo dài nhá Qua tới chiếc màu đen thứ hai thì tiểu thư và bánh bèo hơn Len mỏng nhẹ nhưng mà mềm mịn nha Phần thiết kế xoắn xoắn lại còn rẻ ta nữa này Đi kèm với áo là ba chiếc kim nơ Để mình cái lên áo thế này này Nói chung là form rất là basic nhưng mà xinh và dễ mặc được cái chất liệu co giãn tốt nhiều màu sắc khác nhau để mọi người có thể lựa chọn cực kỳ dễ kết hợp mặc đồ nữa ở đây thì giá cả rất là học sinh sinh nên là mọi người có thể tạo liền một lúc rất nhiều món nha vẫn là ở shop đó và hôm nay mình có thêm ba chiếc áo len màu nâu cực kỳ thích hợp với những bạn nào thích phong cách kiểu hàn quốc chiếc này len dày dặn có co giãn phần họa tiết kẻ caro chiếc len này có co giãn nha áo form ngắn ngắn xinh phết mọi người ạ điểm cộng cho tất cả những chiếc áo này là phần tay dài tất cả đều là free size mình mặc khá là thoải mái nên mọi người có thể cân nhắc mua theo nhá không biết tại sao trong cái ho này mà mình tạo liền một lúc ba cái màu nâu ấy Thế mà vì các tông nâu be này cực kỳ hợp với thời tiết mùa thu đông và dễ mặc nữa chiếc thứ hai này thì phong có hơi rộng hơn nha bàn tay trông cũng dài hơn kìa còn nếu bạn thích cái phong cách cute đáng yêu thì đến với chiếc thứ ba áo len dáng cổ polo họa tiết gấu được thêu lên nhá chất liệu len dệt mềm mịn áo có bốn màu và mình cảm thấy màu này xinh nhất ấy dáng hơi crop top một tí nên là mặc trông khá là trẻ trung giá cũng rất là học sinh sinh viên nên là mọi người có thể tham khảo thử qua nhé